Chào các em. Đến với tiết học thứ hai, bài tập phương trình đường thẳng trong không gian. Ở tiết học trước, thầy cùng các em đã nghiên cứu về các cái bài toán viết phương trình đường thẳng trong không gian. Ở tiết học tiếp theo, các em giải quyết các dạng toán còn lại. Dạng thứ hai, một số bài toán về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng và đường thẳng với mặt phẳng. Các em đi vào bài số 1, bài 4, sách giáo khoa hình học 12, trang 90. Trong không gian OXYZ, tìm A để hai đường thẳng sau cắt nhau. Đường thẳng D, X bằng 1 cộng AT, Y bằng T, Z bằng âm 1 cộng 2T. D phẩy, x bằng 1 trừ t phẩy, y bằng 2 cộng 2t phẩy, z bằng 3 trừ t phẩy. Các em quan sát hình vẽ. Ở tiết học phần lý thuyết, các em đã biết về cái phương pháp xét các trường hợp giữa d và d phẩy. Trong không gian d và d phẩy có 4 vị trí tương đối. Thứ nhất, chúng song song. Thứ hai, trùng nhau. Thứ ba, cắt nhau. Thứ tư, chéo nhau. Vậy, khi cho hai phương trình đường thẳng, thì làm thế nào để biết chúng song song, cắt, chéo hay trùng? Thì khi cho đường thẳng có phương trình tham số, các em có thể chọn một đỉnh M trên đường thẳng D theo tham số T. Các em chọn điểm M phẩy trên đường thẳng D phẩy theo tham số T phẩy. Nếu như D và D phẩy cách nhau tại một điểm, thì tồn tại duy nhất T và T phẩy sao cho tọa độ của điểm M và điểm M phẩy trùng nhau. Hay nói cách khác, tồn tại T và T phải cho các tọa độ, hoành độ, tung độ và cao độ bằng nhau. Khi đó, tương ứng với hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Còn nếu như hệ phương trình tương ứng với các hoành độ bằng hoành độ, tung độ bằng tung độ, cao độ bằng cao độ, theo hệ ảnh T và T phải có vô số nghiệm thì D và D phải trùng nhau. Nếu như hệ phương trình trên vô nghiệm có nghĩa không tồn tại T và T phải để cho tọa độ nó bằng nhau, thì khi đó nó sẽ xảy ra hai khả năng. Nếu vectơ chỉ phương của D và D phải cùng phương thì chúng sang sang. Còn nếu vectơ chỉ phương của D và D phải không cùng phương thì chúng chéo nhau. Trong đề toán chúng ta yêu cầu tìm A để hai đường thẳng cắt nhau. Vậy ta xây dựng cái hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Các em quan sát hệ phương trình. Các em thấy rằng phương trình số 2 và phương trình số 3 trong hệ là hệ phương trình hệ ảnh bậc nhất. Các em bấm máy tính thì giải được T và T phải. Sau đó em lấy giá trị T và T phải trên thế vào phương trình đầu tiên thì sẽ tìm được giá trị A. Các em tiếp tục với cái bài số 2. Bài 6, sách giáo khoa hình học 12, trang 90. Trong không gian OXYZ, cho đường thẳng delta có phương trình tham số x bằng trừ 3 cộng 2t, y bằng trừ 1 cộng 3t, z bằng trừ 1 cộng 2t. Và mặt phẳng alpha có phương trình 2x trừ 2y cộng z cộng 3 bằng 0. A. Chứng minh rằng delta song song với alpha. B. Tính khoảng cách giữa delta và alpha.
các em quan sát hình vẽ. Thầy nhắc lại cho các em biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Thì ở hình học 11 các em biết rồi, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian có 3 vị trí tương đối. Thứ nhất, đường thẳng các mặt phẳng tại điểm duy nhất. Thứ hai, đường thẳng song song mặt phẳng, có nghĩa là đường thẳng và mặt phẳng không có điểm chung. Thứ ba, đường thẳng chứa ra mặt phẳng. Vậy khi đề toán mà cho hai cái phương trình ứng đường thẳng và mặt phẳng thì căn cứ vào yếu tố nào các em xét được vị trí tương đối của nó? Ở đây đường thẳng thì em biết được vector trị phương, mặt phẳng thì biết được vector pha tuyến. Và khi mà đường thẳng và mặt phẳng sang sang hoặc là đường thẳng chứa trang thì vector trị phương đường thẳng nó sẽ vung gác vector pha tuyến mặt phẳng. Còn nếu như vector trị phương đường thẳng và vector pha tuyến mặt phẳng không vung gác với nhau thì khi đó đường thẳng sẽ cắt mặt phẳng. Vậy yêu cầu đề toán chứng minh là delta sam sa alpha thì điều kiện đầu tiên đó là các em kiểm tra vector trị phương đường thẳng delta với vector pha tuyến mặt phẳng alpha có vung gác không. Nếu như nó vung gác thì nó sẽ sang sang hoặc trước ra. Kiểm tra thêm điều kiện thứ hai, đó là lấy một điểm bất kỳ nào trên delta, em thay tọa độ điểm đó vào phương trình mặt phẳng alpha. Và nếu điểm đó mà nó không thuộc mặt phẳng alpha thì chứng tỏ rằng đường thẳng delta sẽ song song với mặt phẳng alpha. Thầy tổng kết cái điều kiện cho các em. Các em quan sát lời giải bài toán. Đường thẳng delta đi qua điểm M có tọa độ -3, -1, -1 và có vector trị phương là 2, 3, 2. Tiếp theo các em tìm vector pha tuyến mặt phẳng alpha có tọa độ là 2, -2, 1. Rồi điều kiện để đường thẳng delta song song mặt phẳng alpha là vector trị phương của delta vuông gác vector pha tuyến của alpha và điểm M trên delta không thuộc mặt phẳng alpha. Điều kiện để hai vector vuông gác với nhau đó là tích vô hướng hai vector trên bằng 0. Và điểm M không thuộc mặt phẳng alpha, thế tọa độ điểm M vào trong phương trình mặt phẳng alpha phải khó khăn. Tích vô hướng của hai vector pha tuyến tương ứng đó là gì? Hai nhân hai cạnh 3 nhân âm hai cạnh hai nhân 1 bằng 0. Vì em thấy kết quả là 4 - 6 + 2 = 0. Và cái phía dưới là -2 khó khăn. Vậy điều này thỏa mãn, chứng tỏ rằng delta sam sam với alpha. Câu B, tính khoảng cách giữa delta và alpha. Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng đó là độ dài từ điểm đó đến hình chiếu điểm đó lên mặt phẳng. Và trong trường hợp là delta và alpha song song thì ta có một kết quả rất rõ ràng, đó là mọi điểm nằm trên cái đường thẳng delta thì khoảng cách từ điểm đó đến mặt phẳng alpha là đều bằng nhau. Việc này các em chứng minh rõ ràng, rất dễ. Thì ở đây tính khoảng cách giữa delta với mặt phẳng alpha, các em chỉ cần chọn một điểm trên delta và tính khoảng cách từ điểm đó đến mặt phẳng là sao. Vấn đề đặt ra ở đây là em phải nắm được công thức tính khoảng cách từ điểm lên mặt phẳng. Thầy nhắc lại cho các em, tính khoảng cách từ điểm M0 đến mặt phẳng alpha với M0 có tọa độ là x0, y0, z0. Alpha có phương trình ax cộng bi cộng cz cộng d bằng 0. Thì công thức đó là các em thế tọa độ điểm M không vào cái vế trẻ phương trình mặt phẳng alpha và lấy trị đấu chia cho
độ dè vector phóp tuyến mạch phản alpha ứng với phương trình. Đó chưa? À, em nhớ công thức này. Như vậy, áp dụng vào bài tập khoảng cách từ điểm M đến alpha. Đó là em thế tọa độ M vào là 2 nhân âm 3 cạnh âm 2 nhân âm 1 cạnh 1 nhân âm 1 cạnh 3 chia cho độ dài vector phóp tuyến tương ứng của phương trình, đó là hai bình cạnh âm 2 bình cạnh 1 bình, thì em được giá trị trị trận đấu trừ 2 chia căn chính và trị đấu trừ 2 là bằng 2, kết quả là 2/3. Các em tiếp tục với dạng thứ 3, một số bài toán về tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng và mặt phẳng. Thầy đi vào cái bài số 3 là tìm tọa độ hình chiếu của điểm lên đường thẳng. Trong không gian OXYZ, gọi H có tọa độ ABC là hình chiếu vuông góc của điểm M có tọa độ 201 lên đường thẳng D có phương trình x trừ 1 trên 1 bằng y trên 2 bằng z trừ 2 trên 1. Tính tổng S bằng A cộng B cộng C. Có 4 phương án. Các em quan sát hình vẽ. H là hình chiếu của M trên D. Thì điều kiện đó là MH phải vuông góc với D và H phải là thuộc đề. Vậy làm thế nào để mà các em tìm được tọa độ điểm H? Các em biết đường thẳng D là có phương trình chính xác, thì em có thể chọn cái điểm H nằm trên đường thẳng D theo một tham số, và có một tham số thì điểm đó là thuộc D rồi. Các em căn cứ vào cái giả thiết đề toán để em tìm ra được cái tham số đó là bài toán được giải quyết xong. Thì ở đây các em thấy rằng điều kiện thứ hai đó là gì? MH là vuông góc với D. MH mà vuông góc với D thì em là liên hệ đến kiến thức là hair vector vuông góc với nhau. Có nghĩa là em tính vector MH, em tính vector chỉ phương của D. Sau đó là hair vector trên vuông góc với nhau tại H thì tích vô hướng của chúng sẽ bằng không. Các em sẽ giải được thông số và tìm tọa độ điểm H. Thầy tổng kết về cái phương pháp cho các em lấy H thuộc D và MH vuông góc OD bằng không thì em giải được tham số. Các em quan sát là gì? Gọi H nằm trên D theo số T, em đạt bằng phương trình bằng T thì em rút là x sẽ bằng T cộng 1, y bằng 2T và z là bằng T cộng 2. Các em tính vector MH thì lái tọa độ điểm H trừ tọa độ điểm M thì em sẽ được đó là T trừ 1, 2T và T cộng 1. Tiếp theo, em tìm cái vector chỉ phương đường thẳng D. Đường thẳng D có phương trình chính xác, vector chỉ phương của nó có tọa độ là 1, 2, 1. MH vuông góc với D tương ứng với vector MH tích vô hướng với vector chỉ phương đường thẳng D bằng không. Mà tích vô hướng là em lấy hoành độ nhân hoành độ cạnh tung độ nhân tung độ cạnh cao độ nhân cao độ thì em được cái kết quả biểu thức. Em biến đổi phương trình và giải được T bằng không. Với T bằng không thì các em suy ra tọa độ điểm H là 1, 0, 2. Đề cho điểm H là A, B, C. Vậy thì em suy ra A sẽ bằng 1, B bằng 0, C bằng 2 và tính tổng là bằng 3. Đáp án ta chọn là đáp án A. Thầy tiếp tục với các em ở bài số 4. Trong không gian OXYZ, gọi H tọa độ A, B, C là tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trừ 1, 3, 2 lên mặt phẳng phê 2x trừ 5y cộng 4z trừ 36 bằng 0. Tính S bằng A cộng B cộng C. Đây là bài toán tìm tọa độ hình chiếu của một điểm lên một mặt phẳng. Thì ở đây, nhiều học sinh
chọn điểm H nằm trên P theo tham số thì rất là khó để mà các em chọn được. Các em chọn điểm H trên P theo ba các thành phần là X, Y, Z và H thuộc P thì các em đã có một cái điều kiện rồi. Và muốn mà tìm tọa độ điểm H theo cách đạt X, Y, Z thì các em phải tìm ra thêm điều kiện nữa để có hai cái phương trình. Và các em căn cứ vào cái điều kiện nào đó, đó là AH vuông góc với P thì vector AH sẽ cùng phương với vector phóp tuyến mạng bằng P. Thì đó là cái điều kiện thứ hai, các em xây dựng được hai cái phương trình bậc nhất bạn nè. Như vậy kết hợp với cái phương trình là hóc thuộc phê thì em dễ ra. Tuy nhiên cái lời giải tranh thì tương đối dè. Thì quan điểm ở đây thì rất là đơn giản. Các em xem hóc là hình chiếu của A trên P. Vậy thì nó nằm trên cái đường thẳng là đi qua A và vuông góc với P. Khi đó hóc là hình chiếu. Vậy thì nó là giao điểm của đường thẳng đó với mặt phẳng P. Thì bài toán giải quyết rất là gọn nhẹ. Ta lập đường thẳng D đi qua A và D vuông góc với P. H là giao điểm của D và P. Các em quan sát lời giải. Đường thẳng D đi qua điểm A có tọa độ là -1, -2. Vector chỉ phương của đường thẳng D tức là đường AH chính là vector phóp tuyến mạng bằng P có tọa độ là 2, -5, 4. Có phương trình tham số là X sẽ bằng -1, -2t, Y bằng 3, -5t, Z bằng 2, -4t. Bây giờ em tìm tọa độ H thì em chọn cho thầy một cái điểm H nằm trên cái đường thẳng vừa lập theo tham số T. Sau đó điểm H thuộc vào mặt phẳng P. Em thế tọa độ vào phương trình mặt phẳng P, em tìm được tham số T. Em thế và giải được t bằng 1 để suy ra tọa độ điểm H đó là 1, -2, 6. Yêu cầu đề cho là tính cái tổng A cộng B cộng C. Như vậy suy ra x sẽ bằng 1 cộng -2 cộng 6 bằng 5. Quan sát các phương án chọn, ta chọn phương án D. Các em tiếp tục với cái dạng toán số 4. Một số bài toán về viết phương trình mặt phẳng có liên quan đến đường thẳng cho trước. Bài số 5. Trong không gian OXYZ cho hai đường thẳng song song D x cộng 1 trên 1 bằng Y trên trừ 2 bằng Z trừ 1 trên 1 và đường thẳng D phẩy X bằng 3, -2t, Y bằng 4t, Z bằng 3, -2t. Biết vector n có tọa độ 2bc, bc là các số nguyên, là một vector phóp tuyến của mặt phẳng d và d phẩy, tính p bằng tích bc. Các em quan sát hình vẽ, mặt phẳng p là mặt phẳng chứa hai đường thẳng song song d và d phẩy. Chọn trên d vector chỉ phương, chọn trên d phẩy một vector chỉ phương và tích có hướng lạ, ra vector không mặt, thì điều đó là không đúng, bởi vì vector không không thể là vector phóp tuyến mặt phẳng P được. Bởi vì các em lưu ý ở đây, muốn tìm vector phóp tuyến của mặt phẳng P thì em phải xác định được hai cái vector không cùng phương mà giá của chúng chứa trong P hoặc là song song với P. Thì ở đây em tìm cho thầy hai cái vector ở đây chứa luôn trong P với điều kiện hai vector đó là không cộng phương. Như vậy em chọn một điểm A trên D và em chọn điểm A phải trên D phải thì em tạo được cái vector nhất là A A phải. Vector thứ hai đó chính là vector chỉ phương đường thẳng D. Khi đó rõ ràng là vector A A phải và vector O này là không thể nào là cộng phương được. Như vậy mặt phẳng P sẽ nhận vector tích có hướng của AA phải với vector O chính là vector phóp tuyến. Có hai yếu tố cơ bản đó là điểm đi qua và vector phóp tuyến.
mà nó chứa D và D phải, thì phải nói là chúng ta có rất nhiều lựa chọn để điểm đi qua. Các em chọn điểm A trên D có tọa độ là -1, 0, 1. Điểm A phải trên D phải có tọa độ 3, 0, 3. Các em tính vector A phải là 4, 0, 2. Vector chỉ vương của đường thẳng D là 1, trừ 2, 1. Các em viết như thế này để cho quá trình các em tính cái tích có hướng cho nhanh. Như vậy, các em suy ra được tích có hướng của vector A phải vector O 4, trừ 2, trừ 8. Đây chính là vector pháp tuyến của mặt phẳng P. Trong đề toán, người ta gọi N có tọa độ 2BC là vector pháp tuyến của P. Nhưng mà khi các em tìm ra các tọa độ đó là 4, trừ 2, trừ 8. Vậy, em phải tìm một cái vector N nó cùng phương với vector vừa chọn. Thì em phát hiện ra cái vector em tìm đó nó bằng 2 lần vector N. Vừa tìm bằng 2 lần vector N. Như vậy vector N sẽ có tọa độ đó là gì? 2, trừ 1, trừ 4. Ở đây em chia cho 2 đi. Em chia cho 2 chỗ này. Thì nó sẽ được tọa độ là 2, trừ 1, trừ 4. Suy ra B là bằng âm 1, C là bằng âm 4. Và tích BC sẽ bằng 4. Các em chọn đáp án C. Các em tiếp tục với bài số 6. Trong không gian OXYZ, cho đường thẳng D, X bằng 1 cộng T, Y bằng 3, Z bằng 0. Và mặt cầu S tâm Y có tọa độ 1 trừ 1, 0. Bán kính bằng 5. A. Chứng minh rằng đường thẳng D các mặt cầu S tại hai điểm phân biệt. B. Gọi P AX cộng BY cộng CZ trừ 3 bằng 0 với ABC là số thực. ABC không đồng thời bằng 0 là mặt phẳng chứa D và các S theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính S bằng A cộng B cộng C. Các em quan sát hình vẽ trên màn hình. Yêu cầu câu A là chứng minh D cắt S tại hai điểm phân biệt. Ở đây có hai quan điểm. Một, quan điểm đại số. Và quan điểm thứ hai, hình học. Theo quan điểm đại số, đó là xây dựng được cái phương trình mặt cầu tâm Y. Em đã có được phương trình đường thẳng D và ta chứng tỏ rằng cái hệ phương trình gồm phương trình mặt cầu và cái phương trình đường thẳng này nó sẽ có hai nghiệm phân biệt. Thì khi đó D sẽ cắt mặt cầu S tại hai điểm phân biệt. Ở đề toán này thì cái mặt cầu người ta không cho trước, thì các em quan sát mặt cầu là tâm Y, bán kính cho trước. Vậy em phải đi lập cái phương trình mặt cầu. Các em quan sát lời giải. Mặt cầu tâm Y 1 trừ 1 0 thì bán kính bằng 5, thì phương trình đó là gì? X trừ 1 bình cộng Y cộng 1 bình cộng Z trừ 0 bình bằng R bình là 25. Bây giờ em đi tìm giao điểm của cái mặt cầu với đường thẳng. Thì em chọn cho thầy một điểm nằm trên đường thẳng D theo tham số. Em chọn M nằm trên D theo tham số T. Điểm M là giao điểm thì tọa độ điểm M phải thuộc vào cái mặt cầu S. Em thế tọa độ điểm M vào phương trình mặt cầu S. Đây là phương trình mặt hai theo T. Các em giải được là T sẽ bằng cộng trừ 3. Và với mỗi thông số T, em sẽ tìm được một tọa độ giao điểm. T bằng 3, thế vào em được M là bằng 4, 3, 0. T bằng trừ 3, thì điểm M là trừ 2, 3, 0. Đó là quan điểm
Thứ nhất, thầy tiếp cận lời giải thứ hai ở câu A bằng phương pháp hình học. Ở đây, các em biết là đường thẳng D muốn cắt mặt cầu X tại hai điểm phân biệt. Đó là khoảng cách từ tâm của mặt cầu đến đường thẳng phải bé hơn bán kính. Có nghĩa là các em phải tính khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng để chứng tỏ rằng khoảng cách đó nhỏ hơn bán kính. Thì em phải xác định cái hình chiếu của Y đến D để mà tính khoảng cách. Thì việc này tương đối vất vả. Các em xử lý bằng cách là chọn cho thầy một điểm A trên đường thẳng D, sao cho khoảng cách từ Y đến A nó bé hơn bán kính. Đúng chưa nào? Thì em biết rằng là gì? Một điểm nằm trên đường thẳng, khi đó khoảng cách từ tâm, từ điểm Y đến đường thẳng đó thì luôn luôn lớn hơn bằng khoảng cách từ điểm Y đến đường thẳng đó. Mà cái khoảng cách từ Y đến A này nó bé hơn bán kính thì rõ ràng cái khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng D sẽ bé hơn bán kính. Như vậy ta chọn ngay điểm A có tọa độ là 1, 3, 0. Các em tính khoảng cách Y A là bằng 4. Vì khoảng cách từ Y đến D là bé bằng Y A. Đúng chưa nè? Mà Y A bằng 4, bé R, R là bằng 5. Vậy D các x tại hai điểm phân biệt. Em tiếp theo với câu B. Gọi P là phẳng chứa D và các x theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Thì các em biết rằng mặt phẳng mà các mặt cào thì giao tuyến là đường tròn. Vấn đề đặt ra ở đây là bán kính của đường tròn được tính như thế nào. Thì các em biết ở chương trước, bán kính của đường tròn giao tuyến chính là căn bậc 2 của bán kính mặt cào bình phương trừ cho khoảng cách từ tâm Y đến mặt phẳng bình phương. Đấy, như vậy em bám vào cái điều kiện này để mà tìm được cái điều kiện để mặt phẳng trên các mặt cào bán kính bé nhất. Ta gọi H là hình chiếu của Y lên mặt phẳng. Thì bán kính mặt cào này nhỏ nhất thì Y H sẽ là lớn nhất. Bây giờ các em quan sát cho thầy trên hình vẽ và căn cứ vào cái điều kiện để nhận định Y H là lớn nhất khi nào. Các em thấy rằng khi mà cái mặt phẳng P quay quanh D thì đã tưởng tượng là mặt P nó chùm mặt phẳng cho qua D. Và điểm H sẽ thay đổi. Thì ở đây em hãy tìm cho thầy cái tập hợp điểm H là ở đâu. Thì rõ ràng đường IH vuông góc D, Y là điểm cố định. Cho nên cái đường IH này nó nằm trong cái mặt phẳng cố định. Đó là cái mặt phẳng đi của Y và vuông góc với D. Mặt phẳng cố định đó do với đường thẳng D tạo điểm, thầy gọi điểm đó là điểm C. Như vậy, các em quan sát trên hình, các em tìm ra khi Y hot lớn nhất thì hot là điểm như thế nào. Ở đây này, thầy nói thêm về quỹ tích của điểm hot. Lúc nãy thầy có nói là hot là chứa trong P. P là mặt phẳng chứa D, vuông góc IH. H sẽ nằm trong mặt phẳng đi qua Y và vuông góc với D. Nên H là nằm đến vô tuyến hai mặt phẳng. Và ở đây có một điều là điểm H nó nhìn đoạn Y co không đổi một góc vuông. Do đó tập hợp điểm H nó nằm trên cái đường tròn đường kính Y co chứa trang mặt phẳng qua Y vuông góc với P. Khi nói đường tròn trang không gian, các em phải nói rõ nó nằm trong mặt phẳng nào. Thì trang bài này tập hợp điểm H, tức là nằm trang đường tròn đường kính
y ca chứa trang mặt phẳng qua y vu gác đề. Như vậy, y hót lớn nhất đó là y ca. Ứng với hót sẽ trùng với ca. Khi hót trùng với ca mà hót là hình chiếu của y lên p, thì khi đó mặt phẳng p cần tìm nó sẽ qua ca và vung gác với y ca. Các em quan sát lời giải. Bây giờ nhiệm vụ là em phải tìm tọa độ điểm K như thế nào. Thì điểm K này là thực ra là hình chiếu của y trên D. Mà tìm tọa độ hình chiếu thì lúc nãy thầy có giới thiệu. Tuy nhiên trang bài tập này ta lợi dụng vào câu A thì các em tìm được tọa độ điểm A dễ dàng hơn. Các em thấy rằng tam giác y M1, M2 đó là tam giác căng tại y, phải không? Và y co là đường co, vậy là co phải là trung điểm của 11, 12. Như vậy dễ dàng xác định tọa độ điểm co. Ta có co là trung điểm 11, 12. Tọa độ trung điểm là trung bình cạnh của hai tọa độ. Như vậy điểm co của em có tọa độ là gì? 1, 3, 0. Khi đó em tính vector y co có tọa độ là 0, 4, 0. Mặt phẳng P qua cơ và nhận vector y cơ làm vector pháp tuyến. Vậy sẽ có phương trình đó là y trừ 3 bằng 0. Việc phương trình lập này thì dễ rồi. Dựa vào đề toán thì ta suy ra A là bằng 0, B là bằng 1 và C là bằng 0. Do đó tổng x của em là bằng 1. Bài học đến đây là kết thúc. Thầy chúc các em học tập thật tốt. Chào các em.